Thì mình nhìn thấy như thế này là mình biết đây là dấu hiệu của, đây là ký hiệu của các thuốc vận mạch. Tại sao nó vận mạch? Vận mạch nhưng mà nó, à đây, bây giờ nó mới vận được. Thế thì những cái liên quan đến cái vận vận mạch, tức là những cái hoạt động của mạch, của mạch máu, tác động là làm cho các mạch máu nó hoạt động theo những các cơ chế, có thể là cơ, phần lớn trong đấy là các cơ chế về sinh hóa. Thế thì các anh các chị biết là một số các tác động của thuốc nó như thế này. Thứ nhất là các inotope, mình quen dần với những từ này, inotope. Thế có thể là inotope dương, inotope âm. Chúng ta có rất nhiều các inotope dương. Những cái thuốc nào mà làm tăng cường cái sức co bóp của cơ tim đấy, hoặc là tăng, người ta cũng gọi là inotope dương. Ví dụ như là digoxin thì là một inotope dương. Inotope dương tức là làm cho cơ tim thì làm sao bóp nó mạnh lên, mạch máu thì làm sao nó co lại đấy. Thì người ta là gọi là inotope dương. Còn ngược lại thì có inotope âm. Inotope, những cái từ này là thật ra không phải từ tiếng Anh đâu. Nó đều xuất phát từ tiếng chữ có nguồn gốc của Hy Lạp. Thời rất xa xưa rồi. Thế thì âm thì nó làm cho tim, nó là sức co bóp của tim nó giảm. Mạch máu có thể là cái co của cơ mạch nó giảm. Như là chúng ta có những cái inotope âm, chẳng hạn như là các thuốc ức chế dòng canxi nhóm verapamil. Đấy là một trong những inotope âm, nó làm cho tim nó giảm cái sức co bóp cơ tim. Vậy thì những cái gì mà giảm co bóp cơ tim thì là người ta không dùng trong các trường hợp mà bị tim bị suy hay là bị sốc, đúng không? Rồi đây là mình phải tránh. Vậy thì inotope dương và inotope âm mình phân biệt như thế. Cái thứ hai là các thuốc làm co mạch, vasopressor. Co mạch máu đấy. Co mạch và nó làm huyết áp tăng, làm tăng huyết áp đấy. Thế những cái thuốc co mạch, ngược với nó là có những cái thuốc giãn mạch đấy. Vasodilatator là các thuốc giãn mạch đấy. Những cái thuốc này thì làm giãn các mạch máu. Ví dụ như là chúng ta có những cái thuốc làm giãn các tĩnh mạch hay là các tiểu động mạch, ví dụ như là nitroglycerin hay là giãn mạch như là cả động mạch lẫn tĩnh mạch như là natri hydroxyapatite, ví dụ như vậy. Hoặc là những cái thuốc làm co mạch. Co mạch thì chúng ta có rất nhiều. Chúng ta có adrenaline, noradrenaline, dobutamine liều cao và dopamine liều cao thì bắt đầu gây co mạch. Đấy. Vậy thì đây rồi, chúng ta những khái niệm này chúng ta phải biết để chúng ta phải lựa chọn các thuốc vận mạch. Còn chronotope, thuật ngữ chronotope, chronotope bắt nguồn từ chronic, chronologic, tức là gì? Từng bước, từng bước, từng bước một. Chronology. Vậy thì cái thuốc nào nó làm cái này? Tức là nó liên quan đến làm nhịp tim, nó liên quan đến nhịp tim. Nhịp tim thì khi dùng những thuốc này, nhịp tim là chậm lại. Ví dụ như là chúng ta dùng digoxin, nhịp tim đang đập nhanh thì nó đều, nó có thể nó chậm lại. Đấy. Thế gọi, người ta gọi trong cái trường hợp đấy, chronotope đấy là chronotope âm. Chronotope âm. Còn nếu mà tim nó đập nhanh lên thì người ta gọi là chronotope dương, nhanh, nhanh ở đây. Đấy là tần số, đứng về tần số. Tức là các thuốc vận mạch có khả năng tác động là lên tần số tim. Chúng ta vừa xong. Đấy. Cái thuật ngữ tiếp là inodilator. Đấy. Thì là đấy là những cái thuốc giãn mạch. Nhưng mà giãn mạch
nhưng mà lại làm cho nó có lại inotop lại dương, tức là mạch nó lại hơi khó để tôi lý giải. Tôi lấy cái digoxin để cho các chị hiểu. Digoxin là một thuốc có là inotop dương, tức là làm tim đập mạnh lên. Đấy. Nhưng mà chronotop của nó lại chronotop âm, tức là chậm lại, chậm ra, chậm đi. Đấy, và đều ra. Đấy. Thế thì inhalator thì nó là vừa có cái tác động vừa với làm cho cái sức căng của mạch máu nó dương. Đấy, nhưng mà lại vừa có tác động của giãn mạch. Còn cái này thì không, mình không cần biết. Còn bromotop tức là nó liên quan đến cái chuyện là dẫn truyền. Ừ. Dẫn truyền ví dụ như một dẫn truyền đang loạn nhịp hoàn toàn, đang rung nhĩ. Đấy. Với là đập dioxin làm cho tim đập chậm lại, mạnh lên nhưng mà đều ra. Cái đều ra đấy thì người ta cái thuật ngữ của nó là bromotop. Đây là một số cái giải thích như thế để cho các chị nắm được. Thế thì các thuốc vận mạch được chỉ định trong hàng đầu là sốc. Sốc thì có thể sốc giảm thể tích, chẳng hạn như là trong sốt xuất huyết, hay là chảy mất nước, hoặc là sốc phản vệ, và chúng ta ưu tiên là dùng adrenaline, hoặc là có thể là sốc nhiễm trùng, hoặc là sốc do tim. Thì các sốc vận mạch được chỉ định trong các trường hợp là sốc. Tuy nhiên một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải nắm được là bệnh nhân sốc thì không phải luôn luôn là huyết áp thấp. Đấy là một trong cái chúng ta lưu ý. Thứ hai là không phải luôn luôn giảm cái do cái sự giảm cái cung cấp oxygen đến tổ chức. Tuy nhiên rằng là có thể không phải cái này, nhưng mà hậu quả của tình trạng sốc là bao giờ nó có là một cái sự mất cân bằng giữa cung cấp oxy và cái nhu cầu của oxy đối với các tổ chức. Đấy, có thể là cung cấp oxy giảm, nhu cầu tăng. Đấy. Hoặc là nói chung là nó mất cân bằng giữa hai cái cung cấp và cái sử dụng. Nó thành ra là cái gì? Tình cái trạng sốc ấy nói chung đấy là cái tình trạng thiếu oxy tổ chức và cần phải điều chỉnh. Về mặt sinh lý bệnh học, sinh lý thì người ta thấy rằng trong sốc có tình trạng thiếu oxy, có tình trạng thiếu máu, có sự ứ trệ của tuần hoàn và có cái nhiễm độc đối với tế bào. Tuy nhiên về mặt lâm sàng thì người ta chia ra những cái ví dụ sốc do tim, hay là sốc do những cái sự tắc nghẽn, ví dụ như là tắc nghẽn phổi, hay là do chèn ép tim cấp trong tràn dịch mà ngoài tim cũng có thể gây sốc. Đây là gọi là những nguyên nhân gây tắc nghẽn ngoài tim, hoặc là giảm thể tích, hoặc là giảm phân phối, ví dụ như chúng tôi đã nói. Vậy thì trước khi mà chúng ta sử dụng các thuốc mạch để điều trị sốc, để xử trí sốc, thì một nguyên tắc bao giờ chúng ta cũng phải lưu ý, đấy là chúng ta phải đảm bảo được cái thể tích nước trong lòng mạch phải đầy đủ. Đầu tiên là phải thể tích nước phải đầy đủ. Đấy. Nếu như mà thể tích tuần hoàn không đủ thì cái việc dùng thuốc vận mạch nó trở thành một cách gọi là rất là gì? Rất là không đúng. Và nó có thể gây ra những các tác dụng phụ mà càng làm nặng thêm tình trạng sốc của người bệnh. Do đó kể cả trong sốc tim thì cái câu hỏi đầu tiên của người bác sĩ khi sử dụng các thuốc vận mạch, đấy là bệnh nhân đã đủ thể tích tuần hoàn chưa. Thể tích tuần hoàn thì chúng ta có thể
xem da niêm mạc như thế nào, rồi áp lực tĩnh mạch trụ tâm ra làm sao, tất cả những cái đấy. Đấy, cân nặng của bệnh nhân như thế nào đấy, thì đảm bảo đầu tiên là được thể tích dịch. Và sau đó thì chúng ta dùng các thuốc vận mạch, có thể là các thuốc co mạch hoặc là các thuốc làm tăng cường các co bóp cơ tim, ví dụ như vậy. Vậy thì các thuốc mà gây co mạch thì nó có tác dụng gì? Đầu tiên về khi mà nó co mạch thì nó làm cho huyết áp nó lên. Đấy là cái tác động đầu tiên của thuốc. Cái thứ hai là nó có tác dụng inotốc dương, tức là nó làm tăng cung lượng tim. Huyết áp thì tăng, cung lượng tim tăng, thì những cái đấy là những cái vấn đề cơ bản trong việc gỡ mắt xích trong cuộc cái vòng xoắn của sốc. Thì phần lớn mà các thuốc gây, mà các thuốc vận mạch này đấy, thì đều có những cái tác dụng mà nó có khi nó chồng lên nhau. Nó có thể vừa làm tăng huyết áp, nó có thể vừa làm tăng cung lượng tim. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là những cái thuốc mà chúng ta dùng, ví dụ như là dobutamin hay là dopamine ở các liều lượng khác nhau, thì nó có thể nó liều lượng thấp thì nó có thể nó tăng cung lượng tim, nó tăng cung lượng thận, ví dụ như vậy. Nhưng mà liều cao hơn thì nó làm gây co mạch, ví dụ như vậy. Vậy thì nói tóm lại là các thuốc mà gọi là vận mạch thì thông thường rằng là nó có thể mỗi loại thuốc nó có một cái tác dụng riêng đặc hiệu của nó. Tuy nhiên ở các mức độ, các liều dùng khác nhau mà nó có thể nó có những cái tác dụng của nhau, gọi là những tác dụng mà có thể là chồng chéo đấy. Overlapping effect. Và những cái tác dụng này nó còn có, nó phụ thuộc vào liều dùng. Đấy. Để có được những cái tác dụng này thì nói chung các thuốc vận mạch đều tác dụng lên các alpha 1 receptor hay là beta receptor, trong đó có beta 1, beta 2 và dopaminergic receptor. Ví dụ thuốc tác động trên alpha 1 receptor. Alpha 1 receptor thì nó đâu? Nó chủ yếu ở thành mạch, thành của động mạch. Thành động mạch, khi mà nó alpha 1 receptor này được kích thích thì thậm chí cả động mạch vành nó có thể gây co mạch. Và nó cũng có thể gây co cả tĩnh mạch. Ngoài ra bên cạnh đấy thì các thuốc mà tác động đến alpha 1 ngoài tác dụng lên tức là cơ trơn của thành mạch máu, bao gồm cả động mạch và tĩnh mạch, thậm chí cả động mạch vành, thì nó có thể nó tác động lên các cơ trơn của các cơ quan bộ phận khác như là nội tạng, như là tử cung hoặc là khí quản hay là dạ dày ruột. Nó có thể tác động lên chuyển hóa đường tại các tổ chức. Đấy, tác động lên các tuyến mà tiết mồ hôi và giữ tái hấp thu natri. Là ngoài cái tác động trên alpha 1 trên mạch máu, động mạch là chính, có thể tác động trên cơ trơn của đường tiêu hóa, của đường niệu, cơ trơn của phế quản, có tác động đến chuyển hóa của đường, cũng như là bài tiết mồ hôi, cũng như là sự tái hấp thu nước, tái hấp thu natri. Đấy, ngoài ra, ngoài những tác động chính như thế này, chúng ta còn biết là nó còn có những cái tác dụng khác nữa. Còn các thuốc tác động trên beta 1 receptor thì nói chung nó làm tăng cái cung lượng tim. Do sao? Vì nó làm tim đều lên và chậm đi và đều lên. Đấy, đều có tác dụng là thứ nhất là positive inotropic, là tức là mạnh lên này. Positive protropic tức là đều ra này, và tác dụng này là chậm đi. Đấy.
từ đây thì nó làm cho làm tăng cái cung lượng tim, thể tích nhát bóp cũng được tăng lên. Bên cạnh đó thì nó làm tăng cầu thận, mà tăng renin là tổ chức cạnh cận thận. Nhưng người tăng huyết áp thì là dùng các thuốc ức chế renin, angiotensin, aldosterone. Đấy. Bây giờ người cần tăng huyết áp thì lại phải kích thích nó lên. Có đúng không ạ? Thấy nha. Còn kích thích beta 2, tăng beta 2 thì tác động lên beta thì nó làm giãn động mạch. Trơn của mạch máu. Đấy. Tác động lên chuyển hóa của glycogen. Và có thể tác động lên các cơ trơn của phế quản hoặc là ống tiêu hóa. Nó làm giảm cái nhu động của dạ dày và ruột. Đấy. Thì các beta 2 này thì chúng ta chủ nhớ là chủ yếu là giãn động mạch. Còn các thuốc tác động trên cái thụ thể dopaminergic thì các liều của nó, đấy, cái tác động của thuốc phụ thuộc vào liều của nó. Ví dụ như là dopamine thì chúng ta dùng liều thấp thôi, 5 microgram trên kg cân nặng trong 1 phút dịch truyền thì nó tác động trên cái receptor của dopamine. Cái tác động lên receptor trong trường hợp này thì thấp như thế này thì nó lại làm giãn hay là giãn mạch treo, ví dụ như vậy. Để làm tăng cường tưới máu cho thận, tăng cường tưới máu mạch treo thì người ta sử dụng dopamine liều thấp. Cái liều mà từ 5 đến 10 microgram trên kg cân nặng trong 1 phút thì nó có tác động lên các thụ thể beta 1 adrenergic, tức là inotrop, tác động inotrop, thì cái liều này nó làm tăng cường cái sức co bóp cơ tim. Còn ở liều trên 10 microgram trên kg cân nặng trong 1 phút thì nó tác động lên alpha 1 adrenergic, thì ở liều này nó có tác dụng là co mạch. Vậy thì đầu tiên là giãn mạch, tiếp theo đến tăng cường sức co bóp cơ tim, và nếu mà cao nữa thì nó bắt đầu co mạch. Đấy là dopamine. Đây chúng ta thấy các liều minh họa, ví dụ như là đây, liều thấp thôi. Đấy. Dưới 0.3 thì chủ yếu là tác động lên là giãn của mạch thận. Tiếp tục lên là tác động lên khoảng 10 microgram đây thì nó tác động lên beta 1, nhưng mà trên 10 thì nó làm co mạch. Các vasopressor khác, đấy, các thuốc co mạch khác, đấy, ngoài dopamine ở cái liều cao ra thì chúng ta còn có norepinephrine, epinephrine và vasopressor. Thì các chế phẩm này chúng ta hay dùng nhất là noradrenaline, norepinephrine. Các thuốc gây co mạch này với mục đích chủ yếu khi chúng ta dùng đấy là thuốc làm co mạch và tăng huyết áp. Bởi vì là nếu như mà huyết áp mà trung bình mà thấp dưới 60 mm thủy ngân ấy, thì lúc này là tưới máu mạch thận rồi hệ thống thần kinh, mạch máu thần kinh tất cả là đều bị suy sụp. Vậy cho nên là trong khi mà chúng ta sử dụng trong trường hợp sốc, đặc biệt sốc nhiễm khuẩn hay là các sốc khác, ví dụ như vậy thì huyết áp động mạch trung bình bao giờ cũng khoảng từ 60-65 mm thủy ngân trở lên. Thế vậy nguyên tắc sử dụng thuốc là gì? Về mặt nguyên tắc sử dụng, chủ yếu đối với các thuốc co mạch chúng ta sử dụng trong trường hợp nhiễm trùng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được trong những trường hợp sốc tim, đấy, hay là sốc do những cái hiện tượng tắc nghẽn,
như chúng tôi vừa trình bày, ví dụ như tắc mạch phổi đấy, hay là chèn ép tim do có nhiều dịch mà sau khi chúng ta chọc dịch rồi huyết áp vẫn không lên được, mà hoặc là chúng ta đã đổ đầy dịch rồi nhưng mà huyết áp vẫn không lên được, hoặc là trong trường hợp mà sốc giảm thể tích đấy, như noradrenaline có một cái tác dụng là gì, làm tăng cái áp lực huyết áp trung bình do nó co mạch đấy. Nó làm tăng cái thể tích nhát bóp cũng như làm tăng cung lực tim và làm tăng nhẹ cái thể tích đổ đầy thất trái, có thể tăng thêm từ 1 đến 3 mm thủy ngân, và liều noradrenaline thì từ 0.01 cho đến 3.3 microgram trên kg cân nặng trong 1 phút. Nhớ là như vậy, liều có thể từ rất thấp mà chúng ta chỉnh liều trong cái khoảng này. Những cái tác dụng của thuốc ngoài những cái tác dụng mà có thể co mạch, làm tăng huyết áp, mà tăng thể tích nhát bóp, tăng shock volume cũng như tăng cung lực, rồi cũng như là tăng thể tích đổ đầy như tôi vừa nói, thì nó có thể làm giảm tưới máu đến một số các cơ quan quan trọng. Ví dụ như giảm tưới máu thận, đấy, giảm tưới máu các nội tạng khác, hoặc là giảm tưới máu ngoại biên do hiện tượng co mạch. Cho nên là để tránh cái này thì người ta thấy rằng là cần phải đổ đầy đủ, đáp ứng đủ cái thể tích tuần hoàn. Nếu không thì sẽ vào cái tình trạng là co mạch, co thắt mạch, máu không chảy qua được những cái cơ tròn sau mao mạch, nó đã co thắt lại. Dopamine thì chúng tôi nói rồi đấy. Dopamine là một trong những cái loại thuốc mà là được bản chất của nó là noradrenaline và adrenaline thôi. Đô của nó, tức là liều của nó thì phụ thuộc vào tác dụng của nó thì phụ thuộc vào liều, như chúng tôi đã trình bày, liều thấp, liều cao, và nó có thể làm tăng được cái huyết áp trung bình của bệnh nhân, tăng được cung lượng tim do nó làm tăng cái thể tích nhát bóp và nó làm tăng nhẹ cái tần số tim. Cái liều mà làm giãn mạch thận của dopamine thì người ta thấy là khoảng 20 mg trên kg cân nặng trong phút dịch chuyển. Như vậy cho nên là các anh chị thấy là nhiều bệnh nhân suy tim, suy thận, trong đặc biệt là suy thận cấp, thì tại sao tôi hay nói với anh em là truyền dopamine liều thấp, đó là vì nó là như vậy. Dopamine đây, tiếp tục dopamine rồi. Thế còn người ta cũng đã nghiên cứu, thực ra người ta nghiên cứu là những cái mà chúng ta dùng nó có đúng hay không, thì từ lâu người ta đã nhận thấy rồi. Thật ra cái liều dopamine này, để mà điều trị hoặc phòng suy thận cấp thì cái này nó không chắc chắn. Tức là nó không thể là một cái gọi là một cái quy tắc trong thực hành lâm sàng. Vậy có thể là chả còn cách nào thì dùng cho bệnh nhân, nhưng mà dùng thì cũng không phải là luôn luôn là đạt yêu cầu. Cho nên là người ta thấy rằng cái này không, cái việc truyền dopamine liều thấp cho bệnh nhân suy thận cấp hay là sử dụng dopamine liều thấp để dự phòng suy thận cấp cho bệnh nhân, thì cái điều này là luôn luôn, không phải là luôn luôn chắc chắn. Và cũng người ta cũng không nói rằng là mình thành một cái thói quen lâm sàng. Tất nhiên là khi mình tư duy về nó, mình có thể mình sử dụng nó, nhưng mà nó không là quy tắc. Dopamine và noradrenaline
Thế thì chúng ta trong sử dụng sốc thì người ta thấy rằng như thế này, người ta đã thì người ta thấy rằng là việc sử dụng dopamine và noradrenaline thì không có ý nghĩa khác biệt trong cái thực hành điều trị sốc. Tuy nhiên rằng người ta thấy rằng là như thế này, sử dụng noradrenaline có vẻ như là tốt hơn dopamine. Đấy, các anh các chị đọc thì thấy này, bao gồm 1679 bệnh nhân này, trong đó có 5858 này được chỉ định dopamine và 821 được chỉ định noradrenaline này. Các thông số ban đầu của hai nhóm là giống nhau này, không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa cái tỷ lệ chết ở 28 ngày ở nhóm 52,5% ở nhóm dopamine và 48,5% ở nhóm noradrenaline. Đây là đây. Tuy nhiên rằng là cái loạn nhịp tim thì nó ít gặp ở bệnh nhân dùng norepinephrine tức là noradrenaline hơn. Đấy. Tức là tóm lại là gì? Mặc dù tỷ lệ tử vong là 28 ngày không khác biệt, có ý nghĩa thống kê dopamine vẫn tỷ lệ vẫn cao hơn nhưng mà không khác có ý nghĩa so với cái này. Nhưng mà cái tỷ lệ loạn nhịp tim ở bệnh nhân dùng dopamine là cao hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm dùng epinephrine, norepinephrine. Đấy. Sự khác biệt này là rất có ý nghĩa. Đấy. Các nhóm phân nhóm dưới nhóm thì trong cái số norepinephrine này có tỷ lệ 280 bệnh nhân mà sốc tim bắt đầu mình một trong mình sáu hai bằng đấy. Như vậy thì chúng ta thấy gì, tỷ lệ chung thì có thể không khác nhau nhưng mà riêng ở nhóm sốc tim thì người ta thấy rõ ràng là norepinephrine dùng có tốt hơn dopamine không? Có tốt hơn. Vậy thì nếu mà chúng ta ở những bệnh nhân sốc tim mà do nhồi máu cơ tim thì chính là từ cái nghiên cứu này thì người ta với lại người ta chỉ định là dùng sớm noradrenaline là từ cái này ra. Để nó hiểu nguồn gốc của nó như vậy. Mặc dù là tất cả các loại sốc cộng với nhau khác nhưng mà riêng đối với sốc tim thì nó cái tỷ lệ tử vong sau 4 tuần điều trị nó thấp hơn ở nhóm dùng noradrenaline. Và đặc biệt một cái nữa là cái tỷ lệ loạn nhịp tim ở nhóm dùng norepinephrine thì thấp hơn ở nhóm dùng dopamine. Đấy là cái căn cứ làm sao mà chúng ta ở những bệnh nhân sốc tim, đặc biệt sốc tim do nhồi máu cơ tim thì người ta dùng, người ta thường chỉ định đầu tay là noradrenaline. Đấy, nên chúng ta hiểu như vậy nhé. Tiếp tục. Cái đây là các khuyến cáo thôi. Nhưng mà khuyến cáo thì người ta thấy rằng là norepinephrine thì nên được sử dụng trước dopamine. Trước dopamine. Còn adrenaline. Adrenaline thì chúng ta dùng quen rồi. Đấy, nhưng mà quen thì chúng ta nắm được tại sao dùng adrenaline. Nó khi mà dùng adrenaline thì nó làm tăng cái khả năng kháng đối với các thụ thể alpha và beta adrenergic. Và chính vì thế đấy, nó làm tăng cứ huyết áp trung bình bệnh nhân. Tăng huyết áp trung bình thông qua cả hai cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tăng cái cung lượng tim. Thứ hai nó làm tăng cái trương lực của mạch máu ngoại biên. Đấy. Hai, cung lượng tim tăng lên, trương lực được mạch máu ngoại biên tăng lên, tức là sức cảm của mạch máu tăng lên. Cung lượng tim tăng, sức cảm tăng thì huyết áp là sao? Huyết áp tăng. Nó làm tăng cái sự vận chuyển oxy đến tổ chức và cũng tăng cái tiêu thụ oxy của tổ chức. Vậy trong cái
tổ chức nó đang thiếu oxy như thế, cái khả năng tiêu thụ oxy của nó được tốt hơn, tức là nó tận dụng được những cái chuyển hóa ở mức độ tối ưu nhất đối với cái tổ chức đang thiếu oxy. Tuy nhiên rằng là nó dùng adrenaline vì tính chất co mạch của nó nên nó làm giảm cái dòng máu tới mạch máu, nội tạng, dạ dày cũng như là ngoại biên. Nó có làm tăng nhịp tim và làm tăng cái khả năng về rối loạn nhịp nhanh của tim, làm giảm đường máu và làm tăng cái nồng độ lactat. Cho nên là gì, nhiều khi chúng ta dùng adrenaline để chống sốc xong nhưng mà không thấy lactat giảm, nhưng mà tình trạng bệnh nhân thì lại tốt nhưng mà lactat máu lại không giảm. Nó phụ thuộc vào cái liều cũng như thời gian ta dùng cái thuốc này. Các inotope khác, cái inotope dương thì ngoài các về chúng ta thấy rằng là ngoài dioxin là một inotope dương thì chúng ta có các inotope dương khác như là dobutamine hay là các ức chế phosphor diesterase tương như là myrinone hoặc là levosimidan, đây là những inotope dương. Các inotope dương tức là nó cải thiện cái sức bóp cơ tim hay là cái khả năng co bóp của sợi cơ tim. Người ta có thể theo dõi cái sức bóp cơ tim để thông qua hàng loạt các công cụ như là catheter xoang găng hay là pico hay là siêu âm tim, tất cả các thứ đấy. Được, những thuốc này được chỉ định trong các trường hợp sốc tim và nó làm tăng cái cung lượng tim, có thể làm tăng quá mức bình thường của các cung lượng tim. Tuy nhiên rằng là cho đến bây giờ tất cả những cái thuốc này thì người ta thấy rằng là không cải thiện được tiên lượng đối với bệnh nhân, tức là giải quyết tình huống lúc ấy, còn về mặt lâu dài thì không giải quyết được tiên lượng. Về dobutamine thì chúng ta dùng nhiều đấy, thì tác động của nó là chủ yếu trên beta 1 adrenergic, mà beta 1 thì chúng ta biết là chủ yếu ở thành của mạch máu, thành của mạch máu đấy, hoặc là cũng như là sợi cơ tim. Còn beta 2 thì ở đâu? Cơ trơn phế quản. Thuốc có inotope positive và chronotope positive, có nghĩa là thuốc vừa tăng cường cái sức co bóp của cơ tim và vừa làm tăng cái nhịp tim lên. Còn phosphor, ức chế phosphor diesterase thì chúng ta có là myrinone. Myrinone thì chả có anh chị nào ở C1 nhưng mà thế bây giờ dùng cả, mặc dù là chúng tôi mất thời gian để chúng tôi đưa thuốc về đấy. Nhưng mà chúng ta biết myrinone thì nó cũng là một inotope positive. Tuy nhiên rằng là đối với những cái trường hợp mà áp lực động mạch phổi cao, mà chủ yếu là suy tim phải trong trường hợp sốc tim do nhồi máu cơ tim thất phải, hoặc là do tăng áp động mạch phổi, do tắc nghẽn động mạch phổi, thì chúng ta nên dùng myrinone bởi vì nó là có tác dụng làm giãn mạch phổi, tức là giảm áp lực động mạch phổi. Levosimidan thì chúng ta chưa có để dùng, tôi không giới thiệu. Đây chúng ta có một loạt về adrenaline tác động trên beta 1, beta 2, alpha 1, noradrenaline, vasopressin, dopamine, dobutamine, vân vân. Dobutamine thì đây là cái bảng mà chúng ta tổng kết lại về tác dụng của thuốc.
đây cái bảng này cho lưu lượng đấy. Cũng như là các chất về tính chất về inotope đối với tim cũng như là mạch máu đấy. Chúng ta có thể tham khảo cái này đấy. Ví dụ dobutamin thì có là tác dụng rất mạnh làm tăng cường sức co bóp cơ tim ngộ như vậy, hoặc là norepinephrine tức là noradrenaline có tác dụng co mạch ngoại biên là rất mạnh ví dụ như vậy. Đấy. Tương tự như thế, nếu mà dùng dopamine ở liều từ 4 đến 20 microgram trên kg cân nặng thì tác dụng co mạch ngoại biên cũng rất mạnh, tác dụng co bóp tăng cường sức co bóp cơ tim rất mạnh, nhưng mà bên cạnh đó nó làm nhịp tim rất nhiều. Đấy. Mà nhịp tim nhanh thì rất là khó để chúng ta sốc thành công. Thì khi chúng ta dùng các thuốc vận mạch, một điều nữa chúng tôi là lưu ý với các bạn rằng là gì? Chúng ta phải đảm bảo đủ khối lượng tuần hoàn. Nếu không đủ khối lượng tuần hoàn thì mà chúng ta dùng các thuốc vận mạch thì vô tác dụng mà lại nguy hiểm cho người bệnh. Thế thì để mà thành công trong cái chuyện mà chúng ta sử dụng các thuốc vận mạch để điều trị các tình trạng sốc cho bệnh nhân thì chúng ta phải lựa chọn các thuốc vận mạch mà đáp ứng được với nhu cầu của điều trị. Ví dụ như nhu cầu của điều trị là chúng ta tăng cung lượng tim hay là chúng ta làm tăng cái sức cảm của mạch phổi cũng như là tăng cái thể tích nhát bóp của người bệnh. Nếu mà tăng cung lượng tim thì chúng ta chú ý đến việc là tác động đến tiền gánh, hậu gánh hay là cũng như là tăng cường sức co bóp cơ tim. Thì cái bảng này là một trong những cái bảng mà rất cần các anh các chị có một cái nhìn tổng quan để chúng ta và nhớ chi tiết để chúng ta có thể chúng ta áp dụng được. Đấy là cái chìa khóa của sự thành công. Thế thì chúng tôi giới thiệu qua một số các động tác lâm sàng thôi. Nếu chúng ta biết rằng là chúng ta có thể ta dùng thuốc vận mạch đấy là thành công, đang có tác dụng hay không. Ngoài những cái chuyện là chúng ta đánh giá trực tiếp những cái bão hỏa oxy của máu tĩnh mạch, gan, v.v. thì chúng tôi ví dụ như lâm sàng thì chúng ta phải theo dõi cái lượng nước tiểu của bệnh nhân. Ví dụ như chúng ta dùng đấy, thông thường thì tôi rất quan tâm đến nước tiểu vì nước tiểu nó thể hiện cái trao đổi chất của cơ thể. Nên bệnh nhân có nước tiểu ở mức độ hợp lý, ví dụ như là mỗi giờ được ví dụ mỗi giờ được nhỏ 50 ml ví dụ như vậy thì là hợp lý. Đấy. Thứ hai nữa là ý thức của bệnh nhân tỉnh táo hay là u ám, chứng tỏ là cái tưới máu não nó được tốt. Thứ hai là chúng ta dùng tay chúng ta sờ lên người bệnh, sờ lên da người bệnh, giữa một đám da vân tím chúng ta sờ, chúng ta ấn thì nó sẽ trắng ra, nhưng mà chúng ta khi nhấc tay lên thì nó hồng đều trở lại rất là nhanh. Như vậy thì là vận tốc tuần hoàn đó là đảm bảo. Đấy. Bên cạnh cái chi của người ta nó có ấm hay không, cho nên là nhiều bệnh nhân chúng tôi biết là thành công được khi là tôi đi khám bệnh nhân, tôi cứ hay là cầm vào chân bệnh nhân để tôi biết như nào, tức là xem có ấm nóng hay không, mình nhấc cái tay mình ra mình xem là cái da niêm mạc nó có hồng trở lại nhanh hay không. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Một cái nữa chúng ta xét nghiệm khi máu động mạch để chúng ta xem lactate máu nó có giảm hay không, chứng tỏ cái sự chuyển hóa yếm khí.
của tế bào nó giảm đi. Đấy, ví dụ như vậy, một số cái. Đó, ví dụ còn cái nhau dùng nhưng mà vẫn vô niệm. Ý thức bệnh nhân thì u ám, thậm chí là gọi chẳng biết. Đấy. Chân tay thì lạnh, nổi đầy vân tím. Ví dụ như vậy, thì lúc ấy là lactate máu thì cao. Thế là như vậy thì chúng ta sẽ không thành công. Một đấy là về cái thuốc, về vasoactive, nếu tôi trình bày với các anh các chị. Thế còn một cái thuốc ví dụ như là thuốc tiêu sợi huyết, thuốc chống cái tập tiểu cầu và các thuốc chống đông, thì tôi ngắn gọn với các anh các chị một số điểm như này. Ví dụ đối với thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta thường nếu trong nhồi máu cơ tim thì chúng ta điều trị đối với nhồi máu cơ tim mà SC chênh lên thì đầu, thì đầu tức là trước khi tiến hành can thiệp là bệnh nhân phải được chỉ định rồi. Chỉ định khi nào? Chỉ định khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong khoảng thời gian 3 giờ từ khi xuất hiện triệu chứng ban đầu, tức là thường là đau ngực. Đấy là đối với quy trình tiêu sợi huyết đối với nhồi máu. Thứ hai nữa là thời gian chuyển bệnh nhân đến phòng tim mạch can thiệp để chụp và can thiệp động mạch vành qua da trên 2 giờ. Nếu mà dưới 2 giờ thì chúng ta ưu tiên can thiệp động mạch vành qua da. Còn nếu mà trên 2 giờ thì để đảm bảo cho cơ tim nó sống thì chúng ta phải dùng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chụp lại động mạch vành. Và nếu như mà cái tiêu sợi huyết không thành công thì chúng ta tiến hành can thiệp cứu vãn. Và cái thứ ba, để mà sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân thì bệnh nhân phải không có chỉ định của chống chỉ định của thuốc tiêu sợi huyết. Thế cái chống chỉ định của nó thì các anh các chị biết rồi, thế tôi sẽ không thấy nữa nhỉ, Linh nhỉ. Các chống chỉ định thì anh các chị biết rồi, nhưng mà tôi sẽ hệ thống lại. Đấy là những chống chỉ định gì? Người ta có những chống chỉ định gọi là tuyệt đối, thứ hai là chống chỉ định tương đối. Càng ngày thì những chỉ định chống, những chống chỉ định tuyệt đối trước kia thì nó được thay bằng những chống chỉ định tương đối hiện nay. Chống chỉ định tuyệt đối, ví dụ như tiền sử bệnh nhân có chảy máu não này. Chảy máu não từ bao giờ không biết, nhưng mà có tiền sử chảy máu não rồi thôi dùng. Bởi vì là dùng xong có thể bệnh nhân xuất huyết não. Xuất huyết não thì chắc chắn chết, nên không dùng. Hai là tiền sử có dị dạng mạch não, như phình động mạch, dị dạng động tĩnh mạch não. Đấy, mà chưa được điều trị. Hai là tiền sử có khối u ác tính trong não. Ba là đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng gần đây. Tức là trước vừa bị một cơn lần trước. Tiếp nữa là nghi ngờ phình tách động mạch chủ. Và đang bị chảy máu. Hoặc là đang chảy máu nội tạng. Trừ trường hợp phụ nữ này đang hành kinh. Hành kinh thì không coi là chảy máu. Nên chảy máu đấy là chảy máu sinh lý. Nữa là chấn thương nặng vùng đầu và vùng mặt trong thời gian 3 tháng gần đây. Ví dụ mới bị tai nạn giao thông, đập không, vỡ nền sọ. Hoặc là chả biết có vỡ nền sọ hay không, nhưng mà trước đây là có dấu hiệu đeo kính của mắt. Ví dụ trong vòng 3 tháng thì người ta sợ dùng vào thì nó sẽ chảy máu những cái chỗ mà những cái vết thương mà chưa lành. Còn chống chỉ định tuyệt đối, ở bên cạnh đấy có chống chỉ định tuyệt đối, tương đối. Tương đối là gì? Tăng huyết áp mãn tính nặng không kiểm soát được, hay là hiện tại cũng không kiểm soát được, tức là mặc dù là cho thuốc hạ áp khẩn cấp rồi nhưng mà huyết áp vẫn trên 180
185 Hoài Á Tâm Chương trên 110. Hay là tiền sử đột quỵ, thiếu máu não trên 3 tháng, sa sút trí tuệ, học bệnh đến nội sọ. Đấy, không có chống chỉ định tuyệt đối, thì có đệ chống chỉ định tương đối. Những người mà ép tim trên 10 phút có thể về xem xét. Ví dụ như là vẫn đang ép tim mà trên 10 phút rồi thì mà không tái lập được tuần hoàn tự nhiên thì có nên điều trị không? Cái đấy xem xét. Phẫu thuật lớn trong thời gian 3 tuần, tức là trong thời gian 21 ngày. Ví dụ vừa rồi có một bệnh nhân gãy cổ xương đùi, thay chỏm xương đùi, thay ổ cối, ví dụ như vậy. Đấy là phẫu thuật có lớn không? Lớn, đúng không? Nhưng mà tắc động mạch phổi, tôi vẫn chỉ định thuốc tiêu giải huyết, bởi vì là người ta đã mổ được bao nhiêu hơn tháng rồi, 40 ngày rồi. Thế đây mà 21 ngày thôi, nhưng mà đây là 40 ngày rồi nên được dùng được. Mới bị sốt huyết nội tạng trong vòng khoảng 1 tháng vừa rồi. Đấy. Hay là bệnh nhân chọc mạch không ép được. Cũng như là đặt một cái catheter tĩnh mạch dưới đòn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ông bác sĩ ông lại xuyên vào động mạch dưới đòn. Xuyên động mạch dưới đòn thì mình cũng ép, nhưng mà ép nó rất là khó. Thế là bây giờ đặt xong catheter rồi lại bắt đầu tiêu sợi huyết thì rất là nguy hiểm. Nó sẽ chảy mà không ép được. Đấy, vậy cho nên là đối với những bệnh nhân mà có chỉ định mà dùng thuốc tiêu sợi huyết thì các chị phải rất hạn chế chọc động mạch. Đấy, về nguyên tắc là như vậy. Đấy. Không chọc những cái động mạch mà ở, đặc biệt là những động mạch ở vị trí không ép được, không chọc. Có thay một chống chỉ định cũng tương đối. Tương đối có nghĩa là gì? Mình có thể nếu như mà để cứu mẹ, mình vẫn có thể, mình phải làm. Loét dạ dày tiến triển, hiện tại đang dùng thuốc chống đông INR cao, nguy cơ chảy máu lớn thì chống chỉ định tương đối, phải đợi kết quả xét nghiệm về đã, xem INR nó là bao nhiêu. Đấy là những chống chỉ định tương đối. Còn sử dụng như thế nào? Ví dụ tôi chỉ giới thiệu Actili thôi. Còn các thuốc như thế này thì các chị không dùng. Thì 15mg bolus 0.75 kg 3 phút mắc 50 sau đó rồi này. Nói chung là cứ mở thông tin kê toa của thuốc ra dùng. Thế thì sau khi dùng thuốc tiêu giải huyết thì việc dùng thuốc chống đông cũng như chống kết tập tiểu cầu thì như thế nào? Thì người ta vẫn dùng như bình thường. Ví dụ như là aspirin 162 đến 325mg một ngày. Đấy. Khi dùng thuốc tiêu giải huyết duy trì thì 81 đến 325mg một ngày. Đấy. Clopidogrel dưới 75 tuổi liều nạp 300 duy trì 75 ít nhất 14 ngày đến 1 năm nếu không có chảy máu. Trên 75 tuổi thì không cần dùng liều nạp 75mg một ngày, ít nhất là 14 ngày, 1 năm nếu không chảy máu. Đây thì dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu khi mà dùng thuốc tiêu sợi huyết thì như vậy. Còn về mặt thuốc chống đông, sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết thì người ta có thể dùng heparin trọng lượng phân tử thấp. Với heparin trọng lượng phân tử thấp, người ta cũng có dùng liều nạp theo đường tĩnh mạch dựa theo cân nặng. Đấy. Và cũng có thể truyền tĩnh mạch liên tục để được APTT 1.5 đến 2 lần so với chứng trong vòng 48 giờ. Đấy là tôi xin lỗi UHF. Tức là heparin, chỗ này mọi người chữa cho tôi là heparin không phân đoạn, heparin thường nha, heparin thường. Không phải, tôi xin lỗi. Cái này là dùng với heparin thường. Còn đây với là heparin chống đỡ phân tử thấp. Heparin, enoxaparin tức là lovenox
Đây là heparin thường nhé. Đấy, cái đây trước là heparin trọng lượng phân tử thấp. Thì có thể dùng 30mg truyền tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch. Sau đó trong vòng 15 phút thì tiêm dưới da 1mg trên kg cân nặng mỗi 12 giờ. Tối đa thì 100mg cho hai liều đầu tiên. Nếu bệnh nhân trên 75 tuổi thì không bôi lót nữa. Tiêm dưới da là liều 0,75mg trên kg cân nặng mỗi 12 giờ. Nếu mà dưới 75 tuổi dùng 1mg, nếu mà trên 75 tuổi dùng 0,75mg tức là 3/4 cho mỗi 12 giờ. Nếu như mà mức lọc cầu thận dưới 30ml/phút thì 1mg trên kg cân nặng tiêm dưới da trong một ngày. Liệu trình thì 8 ngày hoặc là đến khi tái tới máu, tức là đến khi mà chúng ta chụp lại động mạch vành.